Trong báo cáo châu Á 2020 phát triển chuẩn bị hay bị quan đưa ra trong năm 2016, thì công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen đã nhận định môi trường kinh doanh trực tuyến và thương mại điện tử là những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thay đổi của môi trường bán lẻ trong 5 năm tới. Theo báo cáo, thì có đến 50% lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng thương mại điện tử sẽ đóng góp 30% hoặc cao hơn vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp họ trong 5 năm tới. Vậy thương mại điện tử tại khu vực châu Á và đặc biệt là tại Việt Nam đang phát triển ra sao và doanh nghiệp cần làm gì để nắm bắt các xu hướng phát triển của thương mại điện tử? Xung quanh các vấn đề này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Rakesh Dayal, là giám đốc bộ phận nghiên cứu hành vi người tiêu dùng của công ty Nielsen Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, trong báo cáo mới đây thì Nielsen cho rằng thương mại điện tử là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thay đổi của môi trường bán lẻ trong 5 năm tới. Vậy ông có thể cho biết là thương mại điện tử đang phát triển như thế nào tại khu vực châu Á, đặc biệt là tại Việt Nam? Nếu nhìn vào thương mại điện tử toàn cầu, bạn sẽ thấy nó đã phát triển như thế nào trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2015. Ngành thương mại điện tử toàn cầu có giá trị lên đến 10,8 tỷ đô la Mỹ. Sự tăng trưởng này đến từ nhiều thị trường khác nhau. Khi nhìn vào thị trường châu Á-Thái Bình Dương, chúng tôi thấy sự tăng trưởng vào khoảng 30%. Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng. Nhật và Hàn Quốc là hai quốc gia đang thúc đẩy sự tăng trưởng này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và Trung Quốc, Thái Lan sẽ là hai quốc gia tiếp theo là động cơ tạo ra sự tăng trưởng. Nhìn vào Việt Nam thì Việt Nam được cho là quốc gia xếp sau những thị trường đó. Nhưng năm 2015, chúng tôi thấy là thương mại điện tử ở Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 30%, một con số rất ấn tượng. Theo quan sát của chúng tôi, vào năm 2020, thương mại điện tử ở Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng lên đến 10 triệu đô la. Thưa ông, thì đâu là những cơ sở để Nielsen đưa ra số liệu trên về thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam vào năm 2020? Tôi thấy rằng có nhiều động cơ cho sự tăng trưởng của thương mại điện tử tại Việt Nam. Đầu tiên là sự phát triển của tầng lớp trung lưu. Việt Nam đang có tầng lớp trung lưu đông và tăng nhanh. Ước tính thì tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng gấp đôi con số hiện tại vào năm 2020. Tầng lớp này là những người mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn và thật sự muốn trải nghiệm những sản phẩm tốt hơn cho họ. Những người thuộc tầng lớp trung lưu sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm cao cấp và sẵn sàng đầu tư cho công nghệ. Những điều này đều liên quan đến thương mại điện tử. Điều thứ hai là người tiêu dùng Việt Nam được kết nối như thế nào. Nếu chúng ta nhìn vào những thành phố chính tại Việt Nam, độ phủ Internet hiện nay là khoảng 80% dân số. Con số này khá ấn tượng. Và nếu chúng ta nhìn vào thời gian họ sử dụng để vào Internet một tuần, khoảng 25 giờ một tuần, gần 3-4 giờ một ngày. Điều này cho thấy họ được kết nối rất tốt. Họ có thể lên mạng, kiểm tra sản phẩm và có thể mua trên mạng. Điều thứ ba tôi muốn nói đó chính là sức tiêu thụ video trực tuyến tại thị trường Việt Nam. 90% người tiêu dùng có thể xem video trực tuyến ít nhất một lần một tuần. Tất cả những điều này đều đóng góp vào sự tăng trưởng của thương mại điện tử. Hơn nữa, từ một nghiên cứu khác của Nielsen, 46% người tiêu dùng Việt đã mua gì đó trực tuyến trong vòng 6 tháng qua. Khi tôi nói gì đó thì không có nghĩa là mua vé máy bay trực tuyến hay đặt khách sạn trực tuyến hay chỉ là thời trang. Điều mà chúng tôi thấy như một xu hướng mới là người tiêu dùng mua những sản phẩm sử dụng hàng ngày như mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc em bé, dầu gội đầu. Chúng tôi đang thấy xu hướng như vậy. Vâng, sự tăng trưởng hay chứng cứ mà cho thấy người tiêu dùng đang chuyển dần sang thương mại điện tử mặc dù chậm nhưng rõ ràng là đang tăng trưởng. Vậy theo ông thì các doanh nghiệp tại Việt Nam cần phải làm gì để nắm bắt các xu hướng này ạ? Đối với các doanh nghiệp, chúng ta đều biết rằng người tiêu dùng đang trở nên thông minh hơn trong việc chọn lựa sản phẩm. Nó không còn giống những ngày đầu khi họ đến cửa hàng để chọn sản phẩm và mua. Giờ chúng ta có nhiều điểm chạm hơn xuyên suốt quá trình mua sản phẩm của người tiêu dùng. Như là một người tiêu dùng, họ có thể lên mạng trực tuyến, kiểm tra những gì có sẵn, so sánh giá, so sánh sản phẩm, đọc những bình luận và sau đó mới đi mua. Nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam, người tiêu dùng đang ở giai đoạn web roaming, tức là vào mạng trực tuyến, kiểm tra thông tin và có thể ra cửa hàng mua. Khi xu hướng tiếp tục phát triển, đến một lúc nào đó, người tiêu dùng tin tưởng hơn, họ thậm chí sẽ mua sản phẩm trực tuyến. Vậy thì với cương vị là nhà sản xuất, chúng ta nên làm gì? Điều chúng ta nên làm đầu tiên là hãy sẵn sàng có mặt ở môi trường trực tuyến cùng với tất cả thông tin về thương hiệu của mình và sản phẩm. Đồng nhất các quảng cáo này với những thông điệp về sản phẩm tại cửa hàng. Chúng ta phải có mặt ở tất cả mọi nơi trong suốt quá trình trải nghiệm khách hàng. Và môi trường trực tuyến đóng vai trò quan trọng vì nơi đó mọi nhu cầu tìm hiểu thông tin đang được diễn ra. Cảm ơn ông về những thông tin thú vị vừa rồi.